chắc quá, thấy im ghê, thấy tung, thấy có nồi chứ. Ôi, ôi. Ừ, dữ à. Đây các bạn. Đây. Cũng nha. À. Wow. Rồi, hello Dương xin chào tất cả các bạn trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi săn giăng lưới rắn nha các bạn. Thì trên tay Dương đang cầm là cái bao, cái túi lưới rắn nha. Hôm nay mình đi giăng 50 mét thôi. Giờ mình sẽ tiến hành đi trong khu rừng nha. Đây là cái khu rừng mình chuẩn bị đi vô đây. Mình thấy trong này thì nó cũng im im lắm, không biết sao. Ok, thì Dương thấy cái bãi này cũng hơi đẹp đẹp. Giờ mình tiến hành giăng tơ lưới đây nha các bạn. Thì cái lưới này mình giăng cách khoảng hỏng vào đất khoảng chừng 15 tới 20 phân thôi nha. Ở trong đây mình muốn dọn cái đường giăng tơ lưới hơi dễ nha các bạn nhìn thấy cỏ như rừng thấy không? Giờ phải dọn cái đường giăng tơ lưới chục mét nữa, khó khăn đó. Các bạn 50 mét mà răng giờ nó mới được 30 mét à. Còn 20 mét nữa. Mệt như chó ấy. Chắc nghỉ quá, nắng quá.
Rồi thì Dương cũng vừa giăng xong 40 mét lưới nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng chưa nắng rồi, mình quay về. Thì sáng ngày mai mình ra mình thăm, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây, lưới mình dưới dòm đây nè. Đó. Còn 20-30 mét nữa mà bây giờ mình mệt quá rồi. Như là cái dao mình nó hư nên mình quay về. Sáng mai mình ra mình thăm, mình quay cho cả nhà xem. Rồi, về thôi. Dương xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm qua mình có đi giăng mấy tay lưới gắn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi thăm nha. Hôm qua mình giăng được 40 mét. Hôm nay Dương sẽ đi vô trong này Dương thăm nha cả nhà. Hôm qua mình giăng nắng quá mình về, cho nên hôm nay mình đầu đi vô đây mình thăm. Thì Dương sẽ quay vô cái bụi rừng cho các bạn xem nha. Đây. Hôm qua mình giăng ở đây. Trong cái cục lùm này 20 mét nè. Rồi ở bên cái bụi lùm nó 20 mét nữa nha, chút xíu mình sẽ đi vòng qua đó. Gai quá trời gai các bạn ơi, đây toàn là mắc cỡ không nè. Ui da, da dính gai à. Mang dép mà gai dính nè, đầy mình hết. Đây mình đi, mình đi vô thăm tay lưới đầu tiên rồi. Tay lưới này là tay lưới nhận cuối cùng, mà cũng là tay lưới đầu mình thăm đầu tiên. Đây, tay lưới mình đây. Tới miếng lưới này nha. Đây các bạn nhìn thấy rõ không? Đây, đây là lưới mình ha. Đó. Chắc quá là thấy im ghe, không thấy tung tung hết. Không thấy có nồi hết vậy. Ôi, ôi. Ê, ê, con còn bạn ơi. Wow. Bự dữ à. Thì sống không? Đây còn sống các bạn ơi. Bự lắm, con này bự lắm các bạn ơi. Con này tầm 2 3 kg, 3 kg. Ra rồi được gì nữa. Đây các bạn ơi. Đây. Ăn khủng luôn nha. Đó. Wow. Ủa, nó chịu nổi với nó trong đây nữa nè. Ok, đây nha các bạn. Tay lưới cuối cùng cũng là tay lưới đầu tiên dính, mình thăm mà dính luôn.